Hello tất cả mọi người đang theo dõi video của Kim Anh và chắc chắn mọi người cũng thấy tiêu đề rồi đúng không? Video hôm nay chủ đề là đập hộp iPhone 12 Pro Max cùng Kim Anh. Đây là chiếc iPhone 12 Pro Max siêu xịn sò con bò đây. Và theo như Kim Anh biết thì iPhone 12 chính là Apple đã hồi sinh lại kiểu thiết kế cạnh phẳng phục vì vuông vức như iPhone 4 trước đây. Điều này giúp cho việc cầm nắm trên tay dễ dàng hơn, khó bị trượt và ít gặp trường hợp vô tình chạm vào phần màn hình cong đó nha. Có thể nói giữa dòng iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro sẽ luôn tồn tại sự khác biệt về thiết kế cũng như khả năng hoàn thiện sản phẩm và ngay cả lần này cũng vậy. Phiên bản iPhone 12 mini và iPhone 12 sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc hơn, bao gồm 5 màu: đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây và màu đen nha. Phiên bản iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ có 4 màu nha. Đầu tiên là màu gold. Màu gold là màu vàng kim nha, rất là sang trọng và quý phái nè. Thứ hai là màu Pacific Blue, là màu xanh đại dương nha. Màu Pacific Blue này thì dành cho những người kiểu nhẹ nhàng và thời thượng nha. Thứ ba là màu Graphite. Graphite là màu than chì nha, và màu này dành cho những người mới mẻ, mượt mà và mang tính biểu tượng á. Thứ tư là màu Silver. Silver là màu bạc nha, trẻ trung và tràn đầy năng lượng nha. Điểm chú ý nhất ở dòng Pro đó chính là sử dụng khuôn viền bằng thép, không bị như iPad Pro 2020, mang lại cảm giác cầm trên tay đẳng cấp hơn. iPhone 12 Pro Max này có dung lượng là 128GB nha. Dung lượng rất là nhiều để thả ra sóng ảo với em nó nè. Và mọi người thích màu nào nhất nè? Thích màu nào nhất thì comment cho Kim Anh biết nha. Còn nhà Kim Anh lựa chọn màu Pacific Blue, xanh đại dương á. Tại vì màu này khá là nhẹ nhàng, thời thượng nữa nè. Rất đẹp luôn. Thì cái gì nó cũng có giá của nó đúng không mọi người? Lúc mua hết mình thì lúc về sẽ hết hồn luôn nha. Tạo xong em này là phải mấy chục triệu luôn. Và Kim Anh thấy là mọi người nên mua em này về nha. Nhiều dung lượng để sóng ảo thả ra nè. Rất nhiều màu để mọi người chọn luôn. Sang trọng với phái nữa nè. Và tới đây là hết video rồi. Mọi người ủng hộ Kim Anh nha. Nhớ like, share, subscribe video này cho nhiều người biết nữa nha. Bye bye mọi người.